Ngày xưa, có hai anh em tên là Hansel và Gretel. Mẹ của chúng qua đời khi chúng còn nhỏ. Chúng sống cùng cha của mình trong một túp lều nhỏ ở trong rừng. Cha của chúng kiếm sống bằng nghề đốn củi và cùng lúc chăm sóc cho hai đứa con nhỏ của mình. Sau nhiều năm làm việc trong rừng và cùng lúc chăm sóc cho hai đứa con nhỏ, ông quyết định kết hôn lại. Vợ của người đốn củi sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô ta ghét khi thấy họ nghèo và sống tận sâu trong rừng. Cô ta cũng chẳng thích con của chồng mình chút nào. Vào một đêm mùa đông giá lạnh, khi chuẩn bị đến giờ đi ngủ, Hansel và Gretel nghe thấy dì ghẻ nói với cha của mình: "Làm sao qua được mùa đông này đây? Chúng ta không có đủ đồ ăn. Nếu không bỏ bọn trẻ đi, tất cả chúng ta sẽ chết đói." Người cha phản đối một cách giận dữ: "Không phải tranh cãi. Tôi đã quyết định, ngày mai ta sẽ đem chúng vào rừng và bỏ chúng lại đó." Nghe vậy, Gretel bắt đầu khóc. Anh trai Hansel của cô bé dỗ dành cô bé: "Đừng lo Gretel, chúng ta sẽ tìm được đường về nhà." Đêm đó, Hansel trốn ra ngoài và nhặt nhiều sỏi nhất có thể và chứa vào túi. Sáng hôm sau, tất cả họ bắt đầu đi bộ vào rừng. Cha chúng nói với cả gia đình cùng đi dạo vào rừng. Trong khi đang đi, không ai để ý, Hansel thả từng viên sỏi để đánh dấu đường về. Chiều hôm đó, người cha và mụ dì ghẻ đốt một đám lửa lên và nói họ sẽ sớm trở lại. Sau đó, họ bỏ đi và biến mất vào khu rừng. Tất nhiên, họ không trở lại nữa. Khi màn đêm buông xuống, những tiếng động kinh hoàng của thú hoang trong rừng bắt đầu vang dội xung quanh hai đứa trẻ. Run sợ vì những tiếng kinh hoàng của bầy sói hoang, Hansel và Gretel không dám đi khỏi đám lửa cho đến khi mặt trăng xuất hiện. Sau đó chúng bắt đầu đi bộ theo những viên sỏi sáng lên dưới ánh trăng và đi bộ về nhà. Tuyệt quá Hansel, anh thật là thông minh. Khi thấy hai đứa trẻ về nhà, người cha quá đỗi vui mừng và cũng quá ngạc nhiên. Người mẹ kế cũng tỏ ra vui mừng, nhưng sâu trong tâm trí, mụ ta vẫn giữ nguyên quyết định đó. Mụ ta rất khó chịu khi thấy hai đứa trẻ quay về. 3 ngày sau, người mẹ kế lại cố gắng tống khứ bọn trẻ đi. Lần này, mụ khóa cửa phòng của Hansel và Gretel vào lúc nửa đêm và mụ không để Hansel đi nhặt sỏi nữa. Nhưng Hansel là cậu bé thông minh. Khi trời sáng họ đi vào rừng, cậu bé lần này thảo vùng bánh mì mà cậu đã cho vào túi mình đêm trước đó. Và cậu lại tạo đánh dấu được đường về nhà. Giữa trưa, người cha và người mẹ kế lại đưa ra lý do để bỏ đi, để chúng ở lại trong rừng. Khi biết cha và mẹ kế của mình không trở lại, Hansel và Gretel quyết định đi về nhà trước khi trời tối. Nhưng lần này, chúng không thể tìm thấy đường về nhà, bởi vì tất cả vùng bánh mì đã bị lũ chim ăn hết. Gretel bắt đầu khóc. Lần đầu tiên Hansel cảm thấy bất lực vì không làm được gì. Lần này bọn trẻ thực sự bị lạc. Không có đồ ăn và sợ chết, chúng lang thang trong rừng suốt 3 ngày liền. Vào ngày thứ 3, chúng thấy một chú chim trắng như tuyết. Chú chim hót những bài hát với tiếng hót rất hay cho hai đứa trẻ. Chúng quên cả đói và bắt đầu đi theo chú chim. Chú chim đưa chúng tới trước một ngôi nhà trông rất kỳ quặc. Tường của ngôi nhà này được làm bằng bánh mì, mái nhà làm bằng bánh kem và cửa sổ bằng kẹo.
cả ngôi nhà được phủ bằng kem ở bên ngoài. Hansel và Gretel không thể tin vào mắt mình. Ngôi nhà trông ngon mắt đến kinh ngạc. Hai anh em quên cả mệt mỏi và bắt đầu chạy tới ngôi nhà. Cả hai vừa mới cắn một miếng của ngôi nhà thì chúng nghe thấy một tiếng nói từ bên trong nhà. Ai lại cắn nhà của ta nữa đây? Hai đứa trẻ nhìn quanh và chúng thấy một bà già bé xíu và đáng yêu ở cửa ra vào. Khi chúng kể cho bà nghe về chuyện xảy ra với chúng, bà thấy thương hai đứa trẻ và cho chúng vào nhà. Bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác với bên ngoài. Nó tối, đáng sợ và có gì đó không ổn. Vì quá mệt và đói, hai đứa trẻ chẳng còn quan tâm gì nữa. Bà già mang ra đủ loại thức ăn và món tráng miệng cho hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ được ăn những món mà chúng chưa từng được ăn trước đây. Đêm đó, chúng được ngủ trên chiếc giường êm nhất mà chúng chưa từng được thấy. Sáng hôm sau, khi chúng tỉnh dậy thì không thấy bà già đâu cả. Chúng bắt đầu nhìn xung quanh. Phía cuối hành lang, chúng thấy một chiếc cửa nhỏ. Khi mở cửa, chúng thấy rất nhiều hòm đựng đầy vàng và của cải quý phía trong. Tất nhiên chúng rất kinh ngạc. Hansel muốn đi vào để nhìn kỹ hơn. Ngay lúc đó, chúng nghe thấy tiếng của bà già. Chúng mày nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Hai đứa trẻ quay lại, chúng đối mặt với một phù thủy đang đứng trước mặt chúng. Bà già hóa ra là một phù thủy đã đưa bọn trẻ tới nơi ẩn trú của mình, là một ngôi nhà được làm bằng bánh kem và kẹo ngọt. Bọn trẻ tìm cách để bỏ chạy nhưng cửa đã bị khóa. Mụ phù thủy túm tóc của Hansel để kéo cậu bé vào nhà và nhốt cậu bé vào chiếc lồng. Rồi mụ lôi Gretel vào bếp. Anh trai mày gầy trơ xương, nấu món gì cho nó ăn để béo lên đi. Khi nó béo lên, nó sẽ là bữa ăn ngon lành cho ta. Cấm ngươi không được ăn gì, tất cả đồ ăn là cho nó ăn. Nghe chưa? Không có cách nào khác, Gretel làm những gì mụ ta bắt cô bé làm. May mắn, Hansel là cậu bé nhanh nhẹn và thông minh. Cậu quyết định đánh lừa mụ phù thủy độc ác. Hằng đêm, khi mụ phù thủy ngủ say, cậu đào một cái hố trên mặt đất bên trong chiếc lồng. Mụ phù thủy kiểm tra Hansel mỗi buổi sáng để xem cậu bé có tăng cân hay không. Hansel không ăn những gì em gái nấu. Thay vào đó, cậu chôn chúng ở cái hố mà cậu đào. Mụ phù thủy lại càng bắt Gretel nấu nhiều hơn. Việc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày mụ phù thủy không chờ đợi hơn nữa. Mập lên đồ còi, ta không quan tâm nữa. Hôm nay ta sẽ làm bánh Hansel. Mụ ta quay về hướng Gretel. Kiểm tra lò nướng xem bột nướng đã đủ chưa. Dù rất sợ nhưng Gretel cũng thông minh như anh trai mình. Cô biết mụ phù thủy sẽ đẩy cô vào lò nướng. Cháu không thể chui vào để kiểm tra bột. Gretel than thở. Mụ phù thủy kéo cô bé ra và chui đầu mình vào bên trong. Gretel dùng hết sức lực để đẩy mụ phù thủy vào trong lò nướng và đóng cửa lò nướng lại. Gretel biết nơi mụ phù thủy giấu chìa khóa. Cô bé chạy lấy chìa khóa và mở cái lồng thả Hansel ra. Ngọn lửa trong lò nướng bánh bao trùm cả ngôi nhà. Hansel và Gretel chạy khỏi ngôi nhà đang bùng cháy vào rừng, nhưng chúng không biết phải đi đâu. Một lúc sau, chúng chạy tới trước một con sông. Một chú thiên nga lớn đã đưa anh em sang phía bên kia của bờ sông. Bọn trẻ nhìn quanh và bỗng nhiên nhận ra chỗ mình đang đứng. Chúng chạy thật nhanh về nhà. Thấy con mình, người cha quá đỗi vui mừng.
Người cha nói trong nước mắt, giải thích với chúng rằng người mẹ kế đã bỏ về nhà ngay sau khi bỏ hai đứa trẻ lại trong rừng. Và ông thấy có lỗi vì những gì mình đã làm. Và ông đã cố tìm kiếm bọn trẻ khắp nơi, nhưng đều không thấy con của mình ở đâu cả. Bọn trẻ vì quá yêu quý cha của mình nên đã tha thứ cho cha mình. Và chúng có một ngạc nhiên khác cho cha của mình. Chúng đã chứa đầy túi mình với vàng và kim cương chúng thấy ở nhà của một phù thủy. Cha chúng không thể tin nổi vào mắt mình. Tất cả những rắc rối của gia đình đã được giải quyết. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Ngày xưa, có hai chị em, một trai một gái, sống ở trong một thị trấn nhỏ. Tên cậu bé là Harry và cậu rất nghịch ngợm. Và tên cô gái là Sally, cô ấy rất thông minh nhưng cũng hơi đản trí. Harry và chị gái Sally rất nghèo. Hàng ngày họ thường đi ngủ với cái bụng trống rỗng vì không có gì ăn. Mỗi đêm cái dạ dày trống rỗng cứ nhộn nhạo làm họ thực sự khó để mà ngủ được. Một ngày nọ, Sally đói bụng. Bụng cô ấy không ngừng kêu. Mấy ngày nay cả hai chị em đã chẳng ăn gì rồi, đói quá đi. Sally muốn ra khỏi nhà, đi dạo trong công viên để quên đi cơn đói bụng. Cô mang theo một bình nước bên mình. Một lát sau, cô muốn uống một chút nước và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ngay khi ấy, một bà lão trong bộ quần áo rách rưới xuất hiện trước mặt cô. Bà lão từ từ bước đến gần Sally. Cô gái, cho tôi xin một ngụm nước. Tôi đã không được uống một giọt nào trong mấy ngày rồi. Làm ơn đi, tôi khát. Dân, đây à, bà có thể uống bao nhiêu cũng được à? Sau khi bà lão uống nước, bỗng biến thành một nàng tiên trẻ đẹp trong tích tắc. Một nàng tiên? Tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cô gái xinh đẹp. Nào, hãy ướp một điều gì đó đi. Thưa nàng tiên, tôi và em trai Harry rất nghèo và đói nhiều ngày. Được rồi, hãy nhìn trên bàn ngay khi cô trở về nhà. Ở đó cô sẽ thấy một chiếc bát thần. Một chiếc bát thần sao? Phải. Hãy nói, bát thần nấu một bữa ăn nóng và nó sẽ nấu cho cô một bát cháo ngọt. Khi cô nói, dừng lại, bát thần tôi no rồi, nó sẽ ngừng nấu. Bây giờ cô và em trai sẽ không bao giờ đói bụng nữa đâu. Cảm ơn rất nhiều, nàng tiên. Này cô bé, đừng quên câu thần chú cho chiếc bát thần đó nhé. Sally chạy về nhà. Thật vậy, như nàng tiên nói, có một chiếc bát trên bàn. Chị ơi, cái bát lạ mắt này ở đâu ra vậy? Không phải đâu Harry, bát thần, đây là một chiếc bát thần đó. Được rồi, nhưng mà một cái bát rỗng thì có thể thần kỳ cỡ nào chứ? Hãy im lặng và hãy coi nào, bát thần, nấu một bữa ăn nóng. Sau câu thần chú, cái bát đột nhiên nóng lên và bắt đầu nấu cháo ngọt. Nhưng điều này là sao vậy? Sao có thể như vậy được? Chiếc bát quả là thần kỳ. Vậy thì chúng ta sẽ không còn bị đói nữa. Harry và Sally đã ăn không phải một hay hai, mà là 10 đĩa cháo ngọt. Và cuối cùng khi chúng đã no, Sally đã nói câu thần chú để chiếc bát không làm cháo nữa. Ồ, cuối cùng thì chị cũng no rồi. Món cháo này rất ngon. Em có thể ăn món cháo này mỗi ngày. Em sẽ không tin làm sao mà chỉ có chiếc bát này đâu. Thật vậy, Sally và Harry đã ăn cháo ngọt trong nhiều ngày và không bao giờ chán mùi vị của nó. Một ngày nọ, trước khi Sally ra ngoài, cô muốn nói với em trai Harry của mình cách ngừng chiếc bát nấu. Harry, chị phải nói với em một việc rất quan trọng.
qua đây nào. Harry tản lời chị gái mình và không tới. Vì vậy Sally đã tìm đến cậu ta. Nhưng ngay khi đó, cô quên mất mình đang định nói gì rồi. Bởi vì cô rất hay quên. Có chuyện gì vậy? Sao chị lại đứng đó? Em đang ngủ mà. Chị định nói với em một việc rất quan trọng, nhưng mà... Chị quên hả? Đúng là đản trí, não cá vàng. Đừng xấu tính như vậy, Harry. Dù sao thì chị đi đây. Nhưng ngay khi ra ngoài, Sally nhớ ra cô phải nói với em trai mình việc gì. Bây giờ mình mới nhớ ra mình phải nhắc nó cách ngăn chiếc bát thần kỳ mới được. Mà thôi, Harry sẽ không thức dậy cho tới khi mình về đâu. Thế nhưng, Harry đã thức dậy ngay khi cô bé đi vắng. Đứng dậy ra khỏi giường và đi đến chiếc bàn vì cậu ấy rất đói. Bát thần, hãy nấu một bữa ăn thật là nóng. Chiếc bát thần bắt đầu nóng lên ngay lập tức. Ngôi nhà lại thơm mùi cháo ngọt. Harry đã ăn một đĩa lớn cháo ngọt và muốn ngăn chiếc bát thần nấu. Tôi ăn quá nhiều rồi, tôi nghĩ như vậy là đủ cho bữa sáng rồi. Dừng bát, không nấu, dừng lại tôi no rồi. Nhưng chiếc bát thần vẫn không ngừng nấu, bởi vì nó không phải là câu thần chú ngừng lại. Tôi đã nói là dừng lại, bát đĩa dừng lại. Chiếc bát thần kỳ đã không dừng lại, nó tiếp tục nấu cháo ngọt. Không được, mình phải làm gì bây giờ? Cái bát không chịu dừng lại, mày đang làm gì vậy? Mày đang gây ra rắc rối đó. Không cần biết Harry nói gì, cái bát vẫn nấu cháo ngọt. Và lúc Sally trở về nhà, gần như cả nhà đã đầy cháo ngọt. Chắc là em trai của mình bây giờ vẫn chưa thức dậy. Vậy giờ mình sẽ nấu cho nó một món cháo thật là ngon. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi Sally không thể mở cửa nhà, cô ấy đã nhìn vào cửa sổ. Và cô đã thấy cả nhà cô bây giờ nhớp nháp đầy cháo. Vì cậu em trai Harry không thể ngăn nổi cái bát đang nấu. Ôi, thật kinh khủng, Harry! Ôi, chị ơi, giúp em với, em sẽ ngã mất. Dừng lại, bát thần, tôi no rồi. Sau câu thần chú của Sally, và cái bát cuối cùng cũng ngừng nấu cháo. Vì vậy, Harry đã được cứu khỏi chết đuối trong cháo. Ha ha! Hey, yeah! Cảm ơn chị. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì với tất cả món cháo ngọt này đi? Nó đã chảy ra đầy nhà luôn rồi nè. Sally có một ý tưởng tuyệt vời. Cô lập tức đi và gọi những người hàng xóm nghèo khác trong xóm. Mỗi người trong số họ xếp hàng bên ngoài nhà của Sally. Trong khi Harry đổ đầy những bát cháo thơm ngon, Sally đưa chúng cho những người hàng xóm đói khổ và nghèo khó của họ. Thật sự cảm ơn cô rất là nhiều đã cho chúng tôi no bụng. Ôi trời ơi, ngon quá đây. Harry và Sally rất vui khi được giúp đỡ những người nghèo khổ như mình. Thật tuyệt khi giúp đỡ những người hàng xóm đang nghèo khó của họ. Sau đó, một người đàn ông già coi bộ nghèo khó tới chỗ họ. Ồ, thật vậy ư? Một bát cháo thần kỳ. Tôi đã đi bộ mấy ngày nay để kiếm miếng ăn cho vợ con. Tôi đã cảm thấy rất mệt. Làm ơn, hãy cho tôi chiếc bát thần này, tôi đem về cho nhà tôi có được không? Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Nếu chúng ta đưa cho ông ta chiếc bát, cả hai chúng ta sẽ chết đói. Đừng nghĩ như vậy, Harry. Con của ông ấy đang đói, mà trẻ em thì không nên bị bỏ đói như vậy đâu. Lấy chiếc bát và mang về cho gia đình của ông đi. Vào lúc đó, người đàn ông đã biến thành một nàng tiên trẻ đẹp. Ồ, nàng tiên chính là nàng tiên đã giúp tôi nè. Hai người đã làm cho ta thực sự thấy vui đó, Harry và Sally. Các bạn đã cho những người nghèo sống trong thị trấn ăn và giúp đỡ người đàn ông có con đang đói bụng. Để đền đáp công ơn của các bạn, hai người có thể giữ lại chiếc bát cháo thần mãi mãi. Hai bạn xứng đáng với nó. Thật sao? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Mỗi ngày kể từ khi đó, Harry và Sally tiếp tục phát cháo cho những người nghèo trong thị trấn. Tấm lòng rộng lượng của họ đã trở nên ngọt ngào như cháo mà họ đã chia sẻ.
khi họ nhìn thấy trẻ em được hạnh phúc, trẻ nhỏ và người già no bụng. Họ cũng sống cuộc sống hạnh phúc và bình yên.